nhất nội trợ nhà gái. Chúng thưa ông bà thông gia Nguyễn Hồng Công và bà Ngô Thị Thu Hồng, kính thưa cụ ông các cụ bà, quý quý vị đại biểu, các anh chị em có mặt trong buổi hôm lễ nồng ấm này, trước hết tôi xin gửi lời kính chúc chào mọi người, chào các bạn, xin công dân chào các bạn. Vâng, tự giới thiệu, cho phép tôi xin tự giới thiệu về mình một chút. Tôi là người Trung Quốc, tên tôi là Tăng Quốc Trương, và vợ tôi tên là Lâm Thế Giao. Hôm nay không có mặt ở trong buổi lễ hôn này. Chúng tôi là bố mẹ của chú rể, quê hương chúng tôi ở tỉnh Hồ Bắc xa xôi, cách đây mấy ngàn km. Sư Hù Bé Lý Trí Yêu chi chẳng công lý với liệu rạn phấn ái chinh xôi dùng phần của tình yêu của lứa đôi, cho nên chúng ta có cơ hội gặp nhau. Từ hôm nay và mãi mãi về sau, hai gia đình chúng tôi sẽ được thông gia tốt của nhau. Cổ nhân người Trung Quốc xưa có nói, hiếu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối duyên bất tương phùng. Chúng ta thứ hai cùng Ruan Sư Chang Yao tại chi công tác, ngày học tập, 经过更长的时间，了解两国心头，他们爱情越来越深。今天，跟家里的兄弟，和跟家里的兄弟，我们在这里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 ，
nay là ngày lành, tháng tốt, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hai gia đình chúng tôi cùng nhau tổ chức hôn lễ cho các cháu. Xin đề nghị mọi người cùng nhau nhiệt liệt chúc mừng, chúc phúc cho cô dâu chú rể hạnh phúc tràn đầy, bạch đầu giai lão, phú sướng phù thủy, mãi mãi cùng nhau. Nguyên vẹn ý chí. Cuối cùng một lần nữa xin chân thành kính chúc các cụ, các cụ bà, các vị khách quý và toàn thể hội luôn dồi dào sức khỏe cho công tác học tập lao động, dành nhiều thắng lợi to lớn, nhà nhà an khang thịnh đạt. Chúc tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Trung đời đời tươi sáng, chúc hòa bình. Vâng, xin được cảm ơn ông đại diện cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời vị đại diện của họ nhà gái cũng có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý, kính thưa ông Tăng Quốc Trương, đại diện nhà trai, kính thưa các ông, các bà, các bạn, nam thanh nữ tú, anh chị em có mặt trong buổi hôn lễ trọng thể này. Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay quả là ngày lành tháng tốt, các nhập nước thần hai gia đình chúng ta tiến hành tổ chức hôn lễ cho cô dâu Nguyễn Thị Diệu Thúy và chú rể Tăng Diệm. Trước hết tôi thay mặt họ nhà gái xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý và toàn thể hội môn lời cảm ơn chân thành nhất đã bớt chút thời gian và sẵn tới dự thành hôn. Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc tràn đầy, sống bên nhau tới đầu bạc răng long. Vâng, xin được cảm ơn hai ông đại diện của họ nhà trai và họ nhà gái. Vâng, với những cái bắt tay chân thành và cái ô hôn thật là thắm thiết ạ. Xin mời.